biết được sự tử tế của một người đàn ông ấy thì phải lúc chia tay mới biết được. Trong hôn nhân thì theo như chị, sau hôn nhân thì vẫn có chia tay, sau hôn nhân thì vẫn nên làm bạn. Mình cần phải văn minh lên. Tại vì bản thân chị nhá, trước đây thì với bố tôn thích thì sau khi chia tay chị vẫn vào ngày sinh nhật của con này, hay vào những cái ngày gì này, là chị với anh vẫn đưa cháu đi chơi, hai ra nhà vẫn qua lại nhau, thi thoảng và bố nó vẫn đón. Trẻ con nó không có tội, các con không có tội. Người có tội ở đây là người sai ở đây, là người lớn thôi. Cho nên là gì, trẻ con nó đều cần phải có tuổi thơ. Không được có đủ bố đủ mẹ bên cạnh, nó đã là cả một điều thiệt thòi rồi. Thế thì còn mỗi cái gì ở bố nó đây, mẹ nó đây, thì thi thoảng vẫn có thể là có những cái ngày lễ hay là những cái ngày kỷ niệm nào thì vẫn lên cho con đi chơi, để cho ít nhiều gì thì nó thấy ra bố mẹ dù có thể là không ở bên nhau nữa, không còn chung một nhà nữa, nhưng vẫn là bạn. Và bản thân chị thì chị thấy rằng là gì, trong hôn nhân ấy, sau khi chia tay thì vẫn nên văn minh để cho các con nó hạnh phúc. Thế còn trong tình yêu ấy, là chỉ là đơn thuần là yêu thôi ấy, thì sau khi chia tay có làm bạn được hay không còn phải xem vào cái sự tử tế của đối phương ra sao. Tại vì có một câu như thế này này, để biết được sự tử tế của một người đàn ông ấy như thế nào đối với mình ấy, thì phải lúc chia tay mới biết được em ạ. Chứ còn đang yêu thì ai mà chẳng nói hay được. Cái điều quan trọng là sau khi chia tay cách cư xử với nhau như thế nào, có đáng được tôn trọng hay không. Nếu đáng được tôn trọng thì vẫn làm bạn được bình thường, còn nếu mà không đáng để tôn trọng thì có thể bước qua.